Hello, xin chào các bạn Ở video hôm qua, các bạn đã được chứng kiến siêu phẩm ngựa gỗ thành Troa của thần đồng Nodibob Abdusatorov Thực tế thì trong quá khứ, có rất nhiều các ván cờ sử dụng đòn món quà Hy Lạp này rồi Trước đây thì mình cũng đã giới thiệu đến các bạn ván cờ món quà Hy Lạp giữa nữ hoàng cờ vua Zudipoga với cựu vua cờ Anatoly Kapov Tuy nhiên, sử dụng đòn này đến tận 2 lần trong một ván cờ thì cực hiếm một trong những ván cờ cực hiếm đó là ván cờ giữa vua cờ thứ hai Immanuel Lasker với Johan Herman Bauer. Trong khuôn khổ giải cờ vua được tổ chức tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan năm 1889. Thời điểm năm 1889 thì Immanuel Lasker vẫn chưa lên ngôi vua cờ, cho nên mình sẽ gọi là vua cờ tương lai. Còn Johan Bauer, ông là một trong những kỳ thủ mạnh hàng đầu của nước Áo thời bấy giờ. Ván cờ cực hiếm này diễn ra như thế nào mà xuất hiện đến tận hai món quà Hy Lạp. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, vua cờ tương lai Emanuel Lasker của chúng ta được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn bằng khai cuộc Bớt với nước tốt F4. Johan Bauer đáp trả bằng nước tốt D5. Tiếp theo, trắng đi tốt E3, bảo kê cho tốt F4 và mở đường cho tượng phát triển. Đen phát triển mã F6. Trắng đi tốt B3, mở đường cho tượng lên B2, kiểm soát đường chéo lớn. Đen để tốt e6 củng cố cho tốt d5 và mở đường cho tượng phát triển. Trắng theo kế hoạch lên tượng b2, đen lên tượng e7 chuẩn bị nhập thành. Trắng phát triển ngay tượng lên d3 nhắm về phía tốt đen h7. Đen để tốt b6 mở đường cho tượng lên b7 kiểm soát đường chéo lớn. Trắng phát triển mã c3, đen theo kế hoạch lên tượng b7. Trắng phát triển mã e 3 chuẩn bị nhập thành. Đen nhảy mã d7 liên kết song mã. Trắng nhập thành, đen nhập thành. Trắng lùi mã về E2 Sau đó có thể nhảy tiếp lên G3 Một vị trí vừa công vừa thủ khá tốt dành cho mã Đen để tốt C5 Trắng thể có hạch nhảy tiếp mã lên G3 Đen hiệu C7 liên kết song xe Trắng nhảy mã lên E5 Chiếm lĩnh trung tâm và gạ đổi mã Ở đây thì đen nên để tốt G6 phòng thủ Chặn đường tấn công của tượng trắng vào tốt H7 Và vừa ngăn mã trắng G3 phát triển hận Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì đen lại đổi mã với trắng nhằm tiêu diệt quân mã mạnh ở trung tâm của trắng. Tưởng rằng đây là nước đi hay nhưng thực ra lại là một sai lầm. Nếu tận dụng được sai lầm này, trắng nên lấy tốt ăn lại mã đen, tiếp tục tấn công mã đen còn lại và mở cột ép cho xe trắng kiểm soát. Nước tốt nhất cho đen là chạy mã E4 bịt đường tấn công của tượng trắng vào tốt tháp 7 Khi đó thì trắng đổi tượng lấy mã của đen sau đó thì thoải mái phi hậu lên G4, mã H5 rồi cả xe sông lên nữa, lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng. Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế, trắng không lấy tốt ăn mã đen mà lại lấy tượng ăn mã đen, chiếm lĩnh trung tâm và tấn công hậu đen. Thực ra nước đi này không mạnh bằng nước ban nãy nhưng mà nhìn chung là cũng được. Đen chạy hậu C6, định bụng sẽ đẩy tốt D4 để dọa ăn hậu và tốt G2 chiếu hết trắng liền lên hậu E2 phòng thủ trước và liên kết xong xe. Ở đây thì đen vẫn nên đẩy tốt G6 phòng thủ. Nhưng mà thực tế chắc là sợ trắng phi tượng lên B5 tấn công hậu. Cho nên đen lựa chọn đẩy tốt A6 đánh chặn trước. Và đây tiếp tục là một sai lầm. Trước lấy sai lầm này trắng nhảy mã lên H5 gạ đổi mã nhằm tiêu diệt quân đang bảo vệ cho tốt H7. Ở đây thì đen lên bình xe ép sang C8 Trồng quân với hậu trên cột C và mở đường thoát cho vua Nhưng mà thực tế thì đen lại hổ báo đổi ngay mã với trắng Khả năng đen tính toán rằng nếu mà hậu trắng ăn lại mã đen Dọa ăn tôn H7 chiếu hết Thì đen để tốt F6 phòng thủ là xong Trắng sẽ không làm ăn được gì Tuy nhiên tính toán là như vậy Nhưng ông lại tính sót nước Và nước tính sót của ông chính là Trắng thí tượng ăn tốt đen H7 chiếu Và máy tính đánh giá Đây là nước đi tiên tài Đây cũng là món quà Hy Lạp đầu tiên Mà trắng dành tặng cho đen Như các bạn đã biết Nếu đen không chấp nhận món quà này Mà chạy vua sang H8 Thì hậu trắng ăn mã đen Và đen sẽ bị chiếu hết 6 ba nước nữa Do đó không còn phương án nào tốt hơn Đen này phải cắn răng chấp nhận món quà của trắng Chỉ cho có thế Hậu trắng ăn lại mã đen, chiếu tiếp. Đen chỉ nước duy nhất là chạy vua về G8. Không để cho vua đen kịp tiêu hóa món quà thứ nhất. Trắng lại tiếp tục gây sốc khi thí tượng ăn tốt G7. Dọa phi hậu xuống H8, chiếu hết. Và máy tính tiếp tục đánh giá. Đây là nước đi tay thì Cũng như món quà đầu tiên. Nước tốt nhất cho đen là phải lấy vua ăn tiếp tượng trắng. Hậu trắng G4 chiếu. Đen chạy vua H7. Trắng lên xe F3, chuẩn bị sang H3, chiếu hết. Đen chỉ còn cách duy nhất là để tốt E5, mở đường cho hậu sang H6 cản chiếu. Và đúng như kế hoạch thì xe trắng H3 chiếu, hậu đen H6 cản chiếu, xe trắng ăn hậu đen, chiếu tiếp, vua đen ăn lại xe trắng. Như vậy trắng đã đổi một xe và hai tượng mới ăn lại được một hậu và hai tốt của đen. Đen vẫn còn song xe và song tượng, cực mạnh luôn. Nhưng đây chỉ là tạm thời vì chóng phi hiệu xuống D7 tấn công đôi hai tượng của đen. Đen chắc chắn mất một trong hai tượng. Vấn đề ở đây chỉ là chọn xem quân tượng nào sẽ phải chết. Đen quyết định giữ tượng tối màu và chạy tượng lên F6 nhăm nhe tấn công xe trắng. Hậu trắng ăn B7 và giờ thì lợi thế về chất lại nghiêng về bên trắng. Tiếp theo, đen có thể lấy tốt ăn F4 mở đường cho tượng tấn công xe trắng. Nhưng mà thực tế thì đen lựa chọn lùi vô về G7 Bảo vệ tượng và tốt F7 Trắng bình xe 1 Sau đó sẽ đổi tốt nhằm kiểm soát cột nửa mở F Đen bình xe sang B8 tấn công hậu trắng Ở đây trắng có thể vừa chạy hậu vừa thịt quân tốt trung tâm của đen ở D5 Đen bình xe D8 tấn công hậu trắng và tốt trắng phía sau Thì trắng chạy hậu về F3 trồng quân với xe trên cột F sau đó đổi tốt mở toang cột đẹp cũng được Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng không ăn tốt đen mà lựa chọn chạy hậu sang d7. Đây mình sẽ ép sang d8, tiếp tục tấn công hậu trắng. Trắng lui hậu về g4, chiếu. Đen mà chạy vua sang phía cột h là sẽ bị nhốt lại và chắc chắn sẽ bị chiếu hết sau vài nước nữa. Do đó, đen chạy vua f8. Tốt trắng ăn e 5, mở đường cho xe tấn công tượng đen. Nếu tượng đen ăn tốt trắng thì trắng đi hậu f5, chồng quân với xe, dọa ăn tốt d7, chiếu hết đen chắc chắn mất tượng trong tình huống này. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám ăn lại tốt trắng mà chạy tượng về G7. Trắng đầy tiếp tục xuống E6 kết hợp với xe tấn công tốt E7. Tốt E7 bị ghim không thể ăn lại. Đen lên xe B7 phòng thủ. Trắng phi hiệu xuống G6 dồn quân tấn công cứ điểm tốt E7. Không thể bảo vệ được cứ điểm tốt E7 trước hỏa lực của trắng. Đen đành phải đẩy tốt F6 Thế nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai Trắng thí xe ăn tốt F6 Chiếu Nước tốt nhất cho đen là phải lấy tượng ăn xe trắng Hậu trắng ăn tượng đen chiếu bắt xe Đen chạy vua E8 bảo vệ xe Hậu trắng a 8 chiếu tiếp Đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua lên E7 Hậu trắng G7 chiếu tiếp Vua đen ăn tốt trắng Hậu trắng ăn xe đen Tấn công đôi hai tốt đen A6 và B6 Đến lúc này thì đen còn gì nữa đâu mà khóc với sau. Nhưng đen vẫn không chịu từ bỏ. Quyết chiến đến hơi thở cuối cùng và lên xe D6 bảo vệ tốt B6. Hậu trắng ăn A6. đen để tốt D4 gạo đổi tốt. Tốt trắng ăn D4. Tốt đen ăn lại D4. Trắng để tốt H4. Tiến dần tốt lên phong cấp. Đen lúc này tuyệt vọng lắm rồi. Đẩy tốt xuống D3 và thí tốt. Mục đích là để trắng hình thành cặp tốt chồng. Thế nhưng đã ăn chơi thì sợ gì mưa rơi hậu trắng ăn tô đen thí hậu sau nước đi này đen hoàn toàn có thể lấy xe ăn hậu trắng nhưng mà như thế cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi nên đành chịu thua như vậy vua cờ Immanuel Lasker với hai món quà hy lạm liên tiếp cùng những đòn phối hợp đầy biến đảo ông đã xuất sắc đánh bại một trong những kỳ thủ mạnh nhất nước áo thời bấy giờ đây cũng là một trong những ván cờ hay nhất sự nghiệp của vua cờ Immanuel Lasker ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại